Ngữ văn chương trình mới nói chung và phần kiến thức về kiểu bài nghị luận xã hội nói riêng có lẽ đang mang đến những khó khăn cho học sinh, đặc biệt là đối với cấp trung học cơ sở, bởi sự khan hiếm của tài liệu tham khảo, chất lượng và chuẩn kiến thức. Vậy thì để chị gợi ý cho em một ấn phẩm vô cùng đặc biệt, đó chính là bộ sổ tay chinh phục nghị luận xã hội trung học cơ sở. Ấn phẩm mới chỉ có tại Học Văn Chị Hiên. Đây là bộ sách mới nhất, được biên soạn tỉ mỉ, bám sát theo chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, dành riêng cho các bạn học sinh trung học cơ sở lớp 6, 7, 8, 9 với phương châm sách tham khảo không chỉ thuần văn mẫu. Bộ sách hướng đến việc giúp các bạn khai mở tư duy, tăng cường phương pháp, thích ứng nhanh chóng với những yêu cầu của chương trình mới, từ đó có thể tự viết nên những bài văn của chính mình. Bộ sổ tay chinh phục nghị luận xã hội trung học cơ sở gồm 2 tập với những nội dung riêng nhưng liên quan chặt chẽ tới nhau. Trong đó, tập 1 chính là về phần phương pháp, bao gồm phương pháp làm bài, quy trình viết đầy đủ các bước, phần về dẫn chứng và đặc biệt đó là bộ từ điển những vấn đề nghị luận xã hội thường gặp. Đến với tập 2, các em sẽ được đem đến những dàn ý và bài viết mẫu chất lượng nhất. Bộ sách chính là nguồn tài liệu tham khảo đầy đủ và toàn diện, bao quát mọi khía cạnh của nghị luận xã hội qua những ưu điểm vượt trội như: thứ nhất, phương pháp tư duy bằng câu hỏi. Cuốn sổ tay này sẽ hướng dẫn các em phát triển tư duy phản biện, sử dụng câu hỏi vì sao, như thế nào để định hình ý tưởng và xây dựng lập luận sắc bén. Thứ hai là chi tiết quy trình viết, đảm bảo yêu cầu cần đạt. Mỗi bước viết bài hoàn chỉnh, được trình bày rõ ràng và chi tiết, đảm bảo các em dễ hiểu, dễ dàng nắm bắt và áp dụng vào việc triển khai bài viết của mình. Tiếp theo là hơn 100 hình ảnh và bằng chứng mới mẻ, cập nhật bằng chứng khoa học, bằng chứng nhận định, bằng chứng các sự kiện thực tế, giúp các em liên hệ thực tế một cách sinh động, phong phú và làm tăng thêm sức thuyết phục cho sự diễn đạt. Cuối cùng là 80 đề gồm sơ đồ tìm ý, dàn ý và bài viết mẫu với dung lượng phù hợp với tính chất và đặc điểm của từng khối lớp, giúp các em nắm vững cấu trúc, định hình phong cách viết, cải thiện diễn đạt và hành văn thông qua việc tiếp xúc với kho đề và các cách giải quyết đề bài khác nhau. Với những ưu điểm trên, bộ sách chú trọng và tập trung vào phương pháp, bám sát những yêu cầu của chương trình mới, từ đó giúp các em có thể khai mở tư duy và thiết lập những bài văn của chính mình. Hiện tại, sách đang được mở đặt trước trên các kênh fanpage, TikTok và Shopee của Học Văn Chị Hiên. Bên cạnh những ưu đãi và phần quà tặng kèm vô cùng giá trị, trong thời gian mở đặt trước sách, các bạn học sinh còn có thể cùng với Học Văn Chị Hiên đóng góp vào tủ sách nuôi em thông qua chương trình một cuốn nhận về, một cuốn trao đi. Theo đó, cứ mỗi cuốn sách được bán ra, Học Văn Chị Hiên sẽ gửi đi một cuốn cho tủ sách nuôi em. Càng nhiều cuốn sách được bán ra, đồng nghĩa với việc tủ sách nhân văn ấy sẽ được nhận thêm nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa hơn. Hãy nhanh tay đặt trước sách để trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu bộ sổ tay chinh phục nghị luận xã hội trung học cơ sở vô cùng giá trị này và cùng với Học Văn Chị Hiên có những hành động đẹp, ý nghĩa cho cộng đồng các em nhé.